Dạ. Đó. Mà thông thường chúng ta học tiếng Anh bao nhiêu năm rồi? Cô biết là người Việt Nam mình thông thường là nhiều năm học tiếng Anh lắm rồi. Nhưng mà thấy luôn luôn nó bị chập choạng. Thậm chí có rất nhiều bạn có những từ vựng rất nhiều, ngữ pháp rất là nhiều. Nhưng mà gì ạ? À? Nói lại không nói được, nghe lại không nghe được. Các bạn mắc phải vấn đề như thế. Cô đã trải qua hết những giai đoạn đấy rồi. Các bạn cứ yên tâm, để dẫn dắt các bạn được. Nhưng cái quan trọng nhất là cô đang muốn rằng là xem trình độ lớp mình chính xác nó ở mức nào. Khi biết được trình độ của bạn ở mức nào rồi thì dạy đúng trình độ đó thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì có những bạn rất khá, có những bạn thì lại chậm. Thế nên là bây giờ sẽ cần phải gì ạ? Test trình độ cho lớp mình. Các lớp khác ấy, thông thường là có những lớp mà cô test theo kiểu là cho các bạn tự làm. Nhưng mà thấy như thế thì thông thường mọi người không tự giác hoặc không làm hết. Nên buổi ngày hôm nay cô muốn tất cả các bạn có mặt ở đây, các bạn sẽ ngồi làm bài test chỉ trong vòng 10 phút thôi. Đúng 10 rồi. phút thôi là cô đã biết hết trình độ của bạn như nào rồi. Và trong 10 phút này các bạn làm bài test là không được có đi xem cái gì nhá, tự làm. Bởi vì bài test này không có để chấm điểm, không để làm cái gì cả. Mục Rồi. tiêu là để cô gì ạ? À? Biết hết Biết trình độ thực của lực. bạn. Vâng ạ. Dạ. Biết hết trình độ của bạn để cô phân lớp làm sao cho nó phù hợp. Thì có thể là lớp chủ nhật sẽ là dành cho mất gốc và lớp sáng thì nó sẽ dành cho những lớp kia. Còn trường hợp đặc biệt nào đấy thì đổi lớp sau cũng được. Được chưa ạ? Thế thì để phần đó thì thứ nhất bây giờ là lớp mình sẽ giúp cô cái phần làm bài test đã. Được chưa ạ? Làm bài test. Thế sau đó sau 10 phút xong thì còn thời gian cô sẽ hướng dẫn những nội dung khác và phân lớp các thứ như thế nào. Nhưng mà lớp mình các bạn vẫn không bật camera lên. Tại vì là không bật camera lên thì các lớp bắt đầu vào học chính thức từ buổi sau trở đi các bạn. Nếu mà không bật camera cô sẽ không nhận vào lớp đâu. Bởi vì đã học, chúng ta học với nhau ấy là nghiêm túc hoàn toàn và tuyệt đối. Còn không bật camera là cô phải ảnh hưởng cho ra ngoài. Đó. Trên buổi đầu tiên có thể một số bạn là đang chậm choạng, đang đi đường hay việc gì đó hay như nào đấy. Thì có thể là cô vẫn chậm trước, nhưng từ buổi sau trở đi cô nói luôn, bởi vì là lớp học này cô dạy là cho thực sự, cho kiến thức chuẩn, chứ không phải là cho vài buổi, các bạn hiểu nhá. Cho bao nhiêu đến thời gian nào đấy là do lớp chúng ta. Lớp chúng ta tinh thần học tốt cô sẽ dạy lâu dạy dài. Còn nếu như lớp mà học được gì ạ? Oải oải mà học nó không được tắt cam hay là gì gì đấy là cô cảm thấy nó mất cảm xúc là cô sẽ cho kết thúc sớm, hiểu chưa ạ? Nên là tất cả mọi thứ học là phụ thuộc vào các bạn. À cô sẽ thông thường tất cả các lớp là gì ạ? À? Ít nhất là cô đi cho hết một level. Ít nhất là hết một level. Lớp này là nếu ở trình độ mất gốc là cô cho đi hết một level. Được chưa ạ? Và trong cô cho thêm lớp mình ở trình độ phát âm nữa. Bởi vì là tiếng Anh mà không có phát âm ấy, các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn nghe nói nó ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nên là cô cho luôn cả thêm một lớp phát âm, đấy là lớp cho thêm. Được chưa ạ? Mà lớp cực kỳ quan trọng đấy, trực tiếp quá trình nghe nói các bạn đấy. Cái phát âm không chuẩn. Được chưa ạ? Vậy cô chỉ nói qua một chút thôi thì cũng không phải giới thiệu nhiều bản thân mình. Được chưa ạ? Còn cô là ai thì các bạn học các bạn sẽ tự biết cô là ai. Được chưa ạ? Mark thì đầy đủ hết, các bạn yên tâm là không thiếu cái gì đâu. Thiếu thừa thì không có thiếu đâu. Được chưa? Còn kinh nghiệm để dạy được hai cái lớp này ấy, thì cái lớp xóa bỏ hoàn toàn mất gốc tiếng Anh ấy trong 2 ngày thì chỉ có cô là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sáng tạo ra chương trình học này trong vòng 2 ngày. Và cô đã Ôi dạy gần 100 ơi. chương trình, gần 100 chương trình trong vòng 2 ngày, mỗi chương trình là hơn 100 người. Trước đây là offline, được chưa? Là cái chương trình 2 ngày mà nếu bình thường học offline ấy, học trực tiếp ấy, chỉ có 2 ngày thôi là các bạn có thể tự đặt câu giao tiếp bất kể câu nào theo ý muốn của mình rồi, nhưng nó ở mức chậm, Thật không phải học tuyệt thuộc câu vời. đâu nha, cô dạy theo kiểu học thuộc học vẹt đâu, được chưa? Giao tiếp các bạn chỉ có biết là các bạn chỉ thấy rằng là có mỗi 2 cách để giao tiếp thôi. Một, các bạn học thuộc câu để giao tiếp là theo kiểu học vẹt, là theo Vâng. kiểu học bồi anh bồi, đúng không? Cách thứ hai để giao tiếp có nghĩa là các bạn phải gì ạ? Giao tiếp được theo ý muốn của mình, đấy nó không phải học vẹt đúng không? Giao tiếp là theo ý muốn của mình, có 2 cách như vậy thôi đúng không? Vậy nếu Yes. để giao tiếp được theo ý muốn của mình thì chúng ta phải hiểu bản chất và cấu trúc của câu. Còn không hiểu ấy, đương nhiên là phải đọc về. Đúng chưa? Học thuộc để mà giao tiếp và nhìn cấu trúc quen quen và bắt chước quen quen như thế là. Đúng không ạ? À? Chỉ có 2 cách để giao tiếp mà. Một, học thuộc để giao tiếp. Gọi là anh bồi. Hay là các bạn học vẹt. Hai, là bạn giao tiếp được câu theo ý muốn của mình mong muốn nói điều gì mình bật ra. Và mình nghe được tất cả những câu người khác nói. Thì đấy là giao tiếp gì ạ? À?
Để giao tiếp điều đó chúng ta phải gì ạ? Hiểu được bản chất và cấu trúc câu, đúng không ạ? Vậy theo hai cách đấy các bạn thích theo đường thứ nhất hay con đường thứ hai? The second way. Hai ạ. Rồi, comment cho cô để cô nhìn thấy, bởi vì có nhiều người trả lời không biết được. Cách 1 hay cách 2? Cách 1 chính là học vẹt, còn cách 2 là học theo kiểu dạng là gì ạ? Nói được theo ý muốn của mình. Có hai cách đấy, các bạn lựa chọn cách nào? Cách 2 cô ạ. Cô biết chắc là các bạn sẽ lựa chọn cách 2 là nhiều, cứ chọn đi. Được ạ? Cứ chọn đi. Ừ. Em chọn 2. Để cô biết là xem mục đích của bạn là gì. Có bạn bảo em chỉ biết, em chỉ cần biết mấy câu bồi bồi thôi thì nó không phù hợp với lớp này, hiểu không ạ? So yes sir. Cái học bồi ấy nó dễ lắm ấy. Học bồi nó cực dễ luôn ấy. Nhưng cô không dạy ngồi ở đây. Cô không dạy theo kiểu học vẹt học bồi như thế. Không dạy theo kiểu nhái lại. Được chưa? Cô dạy để cho các bạn gì ạ? Nói được theo ý muốn của mình. Các bạn muốn nói điều gì là các bạn phải nói được. Đấy là cách cô dạy. Được chưa? Từ trước giờ cô chỉ đi một cách thức và một phương pháp duy nhất như thế thôi. Nên nếu các bạn chọn cách 2 thì các bạn đang ngồi lớp này rất phù hợp. Được chưa? Còn nếu các bạn chọn cách 1 thì lớp này không phù hợp đâu. Là cô sẽ dạy theo kiểu là cấu trúc đấy, để các bạn biết tự lắp đặt theo ý muốn của mình, chứ không phải học thuộc nữa. Và nói luôn là cô không có dạy ngữ pháp, nhưng không dạy ngữ pháp theo kiểu cũ đâu. Nhá, theo kiểu chúng ta cứ chia động từ trong ngoặc mới điền thành câu hoàn chỉnh đâu. Bạn hiểu là gì ạ? Khi các bạn đi giao tiếp, có ai người ta cho các bạn câu sẵn không, bảo là chọn động từ trong ngoặc xong giao tiếp không? Không. Có từng nào người ta cho sẵn câu lên xong rồi dựa vào đấy mà nói không? Làm gì có. Có thằng nào nó cho bạn dở sách ra để bạn dở ra để bạn giao tiếp không? Làm gì có. Đúng không ạ? Tất cả phải tự nói theo ý muốn. Vậy để làm được điều đó, các bạn phải hiểu bản chất của chúng cậu. Đấy là lý do vì sao mà gì ạ? Người Việt mình có rất nhiều người, nhiều lắm, đa phần luôn, từ vựng học nhiều lắm này. Cấp 1 học, cấp 2 học, cấp 3 học, đại học học, thậm chí ra trường cũng đi học các thêm. Từ vựng đầy một đống, nhiều lắm. Ngữ pháp cũng học, kể cả ngữ pháp nâng cao cũng học rồi. Đúng không? Một đống. Nhưng bảo giao tiếp một câu theo ý muốn của mình, không giao tiếp nổi. Câu nào học thuộc thì giao tiếp được, còn câu nào không học thuộc thì không giao tiếp được. Đúng không? Các bạn gặp trường hợp này rất nhiều luôn. Chuẩn đúng không ạ? Đúng comment chữ yes, chữ y vào đấy thì cũng nhìn thấy. Rất nhiều. Thực ra thì cô nói trúng tim đen các bạn hết. Bởi vì sao? Cô đã dẫn đến gần 20.000 người rồi, thì các bạn phải biết rằng là các bạn gặp những cái gì thì cô đều biết hết. Nên là các bạn cứ yên tâm. Không phải lo là ôi rồi lo là phương pháp này, phương pháp kia nó có phù hợp với mình không? Các bạn yên tâm rằng là gì ạ? Phương pháp của cô nó phù hợp với mọi đối tượng, từ bạn học nhanh đến bạn học chậm. Từ bạn học nhanh đến bạn học rất chậm, đều có theo được. Nên phương pháp này đã qua thử nghiệm rồi. Có gần 20.000 con chuột bạch nó thử hết rồi. Được chưa? Nó thử, nó tốt nghiệp hết rồi. Nên chúng ta cứ yên tâm là không lo là cái phương pháp này nó có phù hợp với mình hay không. Được chưa? Nó phải phù hợp, nó phải triển khai được diện rộng thì cô mới có thể dạy như này được. Bạn biết rằng là gần 20 lớp, gần 100 lớp, xóa bỏ lớp tiếng Anh là cô dạy thì hơn 100 người một lớp ấy. Chứ không phải là lớp chục người với 20 người đâu, hơn 100 người đấy. 2 ngày nhốt cho khoảng 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Sáng đến tối. Ông ấy ra là gì ạ? Từ lúc mất gốc chưa có gì. Ra có thể tự đặt câu, giao tiếp câu theo muốn của mình không? Được chưa? Nhưng mà học online này sẽ mất nhiều thời gian hơn nhiều. Và bởi vì mỗi online người ta chỉ học tiếng một thôi, không ngồi lâu đâu. Ngồi lâu nó căng não lắm. Hiểu không ạ? Nên nó đi từ từ, nó phải dần dần. Bởi vì các bạn biết là học online nó thiết kế nó công phu lắm. Cô dạy gia tốc mà. 2 ngày để các bạn ấy học luôn luôn trong tình trạng là năng lượng tốt, tinh thần tốt. Học nó phải lạp, nó phải vào một cách tự nhiên, chứ không phải ép bên buộc đâu. Nên là mất nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Cả một ekip đấy ạ. Một ekip học trò một lớp 100 người là ekip học trò gần 20 bạn ấy ạ. Các bạn chuẩn bị, các bạn làm ấy, để phục vụ thì mới lên được. Còn đâu thì offline này, online này thì nó khó hơn rất nhiều. Nên là chúng ta phải lại đưa về các phương pháp truyền thống thôi. Cô lại đi về phương pháp truyền thống. Nên tuy nhiên là nó chậm nhưng nó chắc. Được chưa? Cứ đi từ từ nhưng nó tuyện ở chỗ là gì ạ? Online này chúng ta có video để chúng ta học lại. Những bạn nào chưa chắc, chậm thì có thể học lại theo qua video. Đúng không ạ? Hoặc là những bạn nào mà chẳng may hôm nay nó có bị bận, nó nghỉ một buổi nào đấy, chúng ta còn có video mà học. Chúng ta không phải đi lại, đúng chưa? Sáng sớm mà đi lại thì ngại lắm rồi, đúng không? Nhưng mà gì à? Chúng ta không phải đi lại, ngồi là chúng ta có thể ở nhà, có thể làm rồi. Đó. Thì bắt đầu cô chuyển sang dạy online từ tháng 3, tháng 4 năm ngoái, bắt đầu từ dịch ấy.
là bắt đầu chuyển mở cái lớp đầu tiên, đây là dịch miễn phí đầu tiên là dạy online, họ test luôn trên học sinh học miễn phí. Năm ngoái gần 1.000 bạn ấy, đợt một gần 1.000 bạn ấy, đông lắm cái đợt đầu tiên ấy. Dạy free đợt một đó, thế nên là lớp mình cứ yên tâm rằng là cái trình độ của các bạn, các băn khoăn của các bạn nó đều có hết trong tay của cô rồi. Cái phương pháp cô nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm các bạn mắc phải trước kia, là các bạn phải mất rất nhiều cái việc là học tiếng Anh rồi mất không biết là nên như thế nào, từ vựng bây giờ em theo phương pháp nào, em học mấy cái quyển hách não từ vựng có được hay không, hay là theo phương pháp online hay cái kiểu gì được, được chưa? Thì tất cả những cái điều đấy thì cô đều biết các bạn đang phần băn khoăn về vấn đề gì rồi. Yeah, cái quan trọng nhất bây giờ là chỉ cần các bạn là gì ạ? Thái độ học tập thực sự nghiêm túc. Nghiêm túc thực sự đấy. Ví dụ như một tuần chúng ta là có 2 buổi với nhau, mỗi buổi là 1 tiếng đồng hồ, là dành cho nhau 1 tiếng để hoàn toàn. Dành cho nhau 1 tiếng để hoàn toàn. Thế còn thời gian ở nhà các bạn có thời gian thì làm, tức là bài tập của lớp free này cô gửi ít, cô không gửi nhiều đâu. Nhưng mà ít nhất là phải cái cơ bản phải cái nắm được. Các lớp mà những lớp có phí là cô bài ngày nào cô gửi bài tập đấy. Ngày nào cũng làm. Nhưng còn lớp mình thì cô sẽ gửi một lượng vừa phải thôi để các bạn có thể làm được. Không đến mức ấy quá. Được chưa? Em miễn làm sao để cho cơ bản các bạn vẫn có thể nắm được và theo được. Thì đấy là cái phần tinh thần học của lớp mình. Nên các bạn không phải lo tất cả mọi thứ. Hoặc cái quan trọng nhất bây giờ là cô muốn lớp mình là thái độ học tập thực sự nghiêm túc. Đấy là cái điều đầu tiên. Bởi vì nếu mà chúng ta học tập không nghiêm túc, dẫn đến là cô cũng sẽ không có cái niềm nhiệt huyết và đam mê để dạy lớp mình. Được chưa? Và không bao giờ chúng ta học với thái độ là ở cái lớp miễn phí này học thì học, không học thì thôi. Không bao giờ ra kết quả được đâu ạ. Sẽ không bao giờ ra kết quả được. Và cũng rất là tốn thời gian và công sức tâm huyết để cô bỏ ra. Được chưa? Nên cô cũng không phải là người rảnh để bỏ cái thời gian ra để dạy lớp mình. Các bạn hiểu cái điều không ạ? Bởi vì ra gì ạ? Các bạn biết thời gian của cô kiếm sạch, không còn thời gian nào khác đâu ạ. Lớp mình gọi là lớp tốt. Lớp vốt lên ấy, chứ không phải là cái lớp mà có thời gian rảnh để cô tổ chức ở đâu, mà rảnh thực ra là cô cho chen vào các lớp khác để mà dạy, được không? Thế nên là gì ạ? Mà nếu nói về gì ạ, cái giá trị mà cô bỏ ra, tắt mic các bạn đi. Đấy thì nhà ổn lắm. Buổi đầu như này thôi, buổi sau các bạn sẽ phải, khi mà học chúng ta sẽ vào một cái vị trí nó yên tĩnh một chút. Và cái giờ này nó đang giờ cuối giờ chiều, thế nên là nó cũng sẽ hơi lung tung một tí. Nên là nếu mà lớp mình ok được thì cô sẽ dạy vào giờ chiều tầm khoảng 3 giờ đến 4 giờ chiều. Hoặc là hay là từ buổi sau là 4 giờ đến 5 giờ được cũng được. Hoặc là 3 giờ 4 giờ chiều, tí nữa các bạn sẽ khảo sát cái lịch sau nhé. Được chưa? Bởi vì là lớp chiều hôm nay cô vừa mới thương lượng với lớp đấy rồi. Là nó chuyển đến lớp tối rồi. Chuyển cùng với lớp kia, thương lượng được nên là giải phóng được buổi chiều, nên là lớp mình có thể chọn thời gian. Bởi vì thực ra là xong hết lớp này cái cô lại đưa lịch lớp khác vào ngay buổi sáng. Các bạn dạy các bạn 8 giờ 9 giờ 9 giờ 10 giờ cô lại có lịch lớp khác mà đấy. Và lớp của mình cũng thế, nó sẽ dồn sát sát vào nhau để sẽ nhiều lịch của nhiều lớp có thể đan xen được với nhau. Các bạn biết rằng là cô cái thời trước ý, trước khi có dịch ý, các phụ huynh trả có 1 triệu một tiếng cô cũng dạy. Các bạn biết là như thế nào rồi. 1 tiếng. Chắc chắn rằng là cái việc đấy nhá. Cô tức là học sinh ấy là đã tổ chức lớp ở những địa điểm khác rồi, cũng bảo cô đi nhưng không đi, cũng ngại, không đi. Được chưa? Nên chẳng 1 tiếng 1 triệu cô không nhận, không dạy. Bởi vì sao? Đi lại cô rất ngại, nó xa. Bạn nhà tận nhủ. Nên là những cái các bạn nói cái điều này để các bạn hiểu một điều rằng là cô không hề rảnh một chút nào để bỏ thời gian ra để dạy lớp chúng ta. Các bạn hiểu không ạ? Ê, cô dạy ở đây là gì ạ? Dạy là để cho đi vì các bạn. Bởi vì cô biết rằng là Việt Nam mình quá là mệt trong cái việc là gì ạ? Mất gốc tiếng Anh. Ngay giữa lòng thủ đô thì thôi, cái 80% là gì ạ? Không giao tiếp được tiếng Anh. Mất gốc tiếng Anh. Chưa giao tiếp được cơ bản. Còn chưa nói là các tỉnh thành. Đúng không ạ? Nên đấy là một điều rất là thiệt thòi, vô cùng thiệt thòi. Và hiện tại bây giờ để mà giúp các bạn khắc phục được mất gốc tiếng Anh để nhanh được ấy, thì hiếm cực kỳ luôn, rất hiếm có được giáo viên có thể giúp các bạn để lấy khắc phục và mất gốc tiếng Anh nhanh được. Cô dám nói được một điều như thế. Nói bảo là không có thì nó lại gì ạ? À? Nó lại hơi quá, nhưng mà cô nói là rất hiếm. Và hiện tại bây giờ cái phương pháp này thực ra là
trước đây là cô cũng rất là đam mê, là rất là muốn là truyền lại cái phương pháp này cho các giáo viên khác, nhưng tuy nhiên là cái thời gian vừa rồi là cũng chưa dọn thoát hết giáo trình xong rồi, chưa đăng ký bản quyền xong nên chưa dám truyền cho ai cả, nên hiện tại bây giờ mới chỉ có một mình cô để có thể dạy cái phương pháp này thôi. Nên rất mong muốn rằng là sẽ sau này, tức là sẽ trước khi mà bỏ nghề hay là chán nghề thì sẽ truyền được cái phương pháp này cho được giáo viên khác, để giáo viên khác có thể gì ạ, dạy cái phương pháp này đến cho người Việt Nam mình nhiều hơn, bởi vì xác định là cái sứ mệnh là giúp cộng đồng mà. Nên các bạn yên tâm rằng là lớp cô thật là miễn phí thì miễn phí thật, vẫn tuần 3, 4, 5 buổi, 6 buổi miễn phí cho các bạn, nhưng mà gì ạ, lớp học có phí cũng rất là đông. Đó, nên các bạn bảo ô thế thì cứ dạy miễn phí thế cô ăn bằng cái gì, lớp có phí của tôi đầy, dạy không hết, được chưa? Đây, các bạn cứ yên tâm là như thế, bởi vì thực ra là gì ạ, tất cả mọi thứ ấy, nó đều có nguyên lý cả. Sau này các bạn cô có thời gian thì lớp mình thân thân hơn thì cô sẽ chia sẻ cái phần nó sâu hơn một chút là vì sao nó lại là như vậy. Có những người thì cho đi là chỉ cho đi theo kiểu là vài buổi sau đó thì chốt các bạn cái gì đó, được chưa? Còn cô thì cứ cho đi thôi, không có mong muốn một cái điều gì cả, giúp mọi người thôi, cũng chẳng biết mọi người là ai cả. Có những người quen biết rồi, nhưng có những người thì chưa gặp bao giờ, đúng không ạ? Có khi cả đời cũng không biết có gặp nhau được buổi nào không, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta gì ạ, từ Bắc vào Nam chúng ta cũng đều là người một nhà mà, đúng không ạ? Nên là giúp được ai thì cứ giúp thôi. Chúng ta có mặt ở trong này có nghĩa là một cái phần gọi là gì, duyên để chúng ta gặp lại nhau, đúng không? Duyên chúng ta gặp nhau. Và cũng rất là gì ạ, vui là bởi vì những bạn nào được học lớp này thì đấy là một điều rất là may mắn, vô cùng may mắn, đúng không ạ? Và cô chỉ mong muốn rằng là khi các bạn nhận được giá trị thì các bạn lan tỏa cái giá trị này đến cho mọi người xung quanh, cho mọi người cũng nhận được giá trị như thế. Đấy là cái điều mong muốn của cô, được chưa? Ok. Thế thì hôm nay buổi đầu tiên thì cũng chưa muốn mọi người viết lách cái gì đâu, được chưa? Chỉ có tí nữa lớp mình làm cho cô một cái bài kiểm tra trong vòng 10 phút để cô biết được cái trình độ của lớp mình như thế nào. Sau đó thì thỏa thuận cho mình cái lịch học cho nó chốt lại cho chính xác. Sau đó thì bắt đầu vào cái buổi đầu tiên, học đầu tiên thì cô sẽ giúp lớp mình ở trong cái phần là phương pháp, cách thức học như nào. Nên là cứ bình tĩnh, được chưa? Nó có con đường hết rồi. Các bạn chỉ cần hiểu như này này, khi các bạn vào lớp học này, các bạn chỉ cần tin tưởng và nghiêm túc, hai thứ thôi. Tin tưởng và nghiêm túc, thế là được rồi. Hai thứ đấy là dẫn đến thành công cho các bạn. Còn lại là gì ạ? Đi chặng đường như thế nào, phương pháp như thế nào, dẫn các bạn như thế nào, các bạn cứ làm y nguyên theo những gì cô dẫn là thành công. Không cần phải suy nghĩ là ồ, đi thế này nó có đúng hay không, cô dẫn thế này có được hay không, hiểu chưa? Các bạn cứ tin tưởng chắc chắn 100% rằng là cô sẽ dẫn các bạn thành công. Chỉ cần các bạn có hai yếu tố, một là tin tưởng đến cùng, hai là gì ạ, nghiêm túc, thế thôi. Các bạn chỉ cần hai yếu tố đấy là các bạn sẽ thành công, và thành công rất nhanh luôn. Thành công các bạn sẽ thấy rằng là ngay từ khoảng hai ba buổi đầu thôi, bạn đã thấy rằng là gì ạ, bạn đã làm được những thứ mà gì ạ, bao nhiêu năm nay bạn học tiếng Anh bạn không làm được, được chưa? Chỉ cần 2-3 buổi đầu thôi là các bạn thấy, là các bạn đã thấy rằng là gì ạ, đã làm được những thứ mà bao nhiêu năm nay bạn học tiếng Anh bạn chưa làm. Cô giáo nói hay thế nhỉ. Hay không thì cũng phải để từ từ, đúng không? Nói những điều này là bởi vì em thấy yêu lại từ đầu tiếng Anh rồi đấy. Rồi, ok, yêu là tốt ạ, được chưa? Thế nên là các bạn chỉ cần làm được điều đó thôi thì cô sẽ giúp các bạn được. Không cần biết là các bạn, có những bạn hỏi ô em, có bạn hỏi là thế học cái này em chả thấy cô dạy thì thời, bao giờ em được học thì thời? Cô không phải lo, không phải lo bao giờ có thì thời, được chưa? Mà các bạn chỉ cần tin những gì cô hướng dẫn các bạn thôi. Đầu tiên của cô không phải dạy thì thời đâu, các bạn yên tâm thế. Cô dạy các bạn để các bạn gì ạ, hiểu được cấu trúc câu, bạn làm được theo ý muốn của mình đã. Còn thì thời ấy, cô nói thật, còn thì thời nó rất dễ, nhắm mắt là xong. Với cô là như thế. Sau khi các bạn hỏi bản chất cấu trúc câu rồi ấy, thì thời với các bạn, mỗi thì thời các bạn mất 5 phút ạ. 5 phút bạn nắm chắc luôn, nắm chắc và sử dụng được luôn, chứ không phải là để mà hiểu lý thuyết như ngày xưa đâu. Được chưa? Nên là ban đầu có những bạn hỏi câu như thế, bảo cứ từ từ. Ban đầu cô không phải là thì thời. Thế cô hỏi một câu là thế bạn muốn học theo cách cũ 5 năm, 10 năm hay bao nhiêu năm đấy để bạn nói được tiếng Anh, hay là bạn muốn học để gì ạ? Các bạn giao tiếp được trong thời gian ngắn, 2-3 tháng bạn sẽ giao tiếp được theo ý muốn của mình. Nếu lựa chọn cái phương pháp thứ hai thì cứ theo những gì cô dẫn dắt, thế là rồi. Đấy ạ. Bởi vì ít nhất cô đã 11 năm trong nghề rồi, nên cô đã nhìn hết được những chặng đường của bạn đi như nào rồi, mắc cái gì và vấp cái gì rồi, gặp phải cái gì rồi.
Và đến cái bước này là các bạn học cái gì, và đến cái bước này, tình trình độ này bạn phải học cái này, và đến cái trường trình độ này bạn phải học cái này. Được chưa? Đã nhìn hết cái con đường của bạn như thế rồi. Các bạn yên tâm bảo, ô chưa thấy cô chưa bảo trong khóa học này học nghe nói đọc viết. Mãi giờ em chưa thấy cô dạy nghe. Hiểu không ạ? Nó đều có mục đích hết rồi, đến đoạn nào các bạn học nghe là sẽ có xuất hiện. Đúng không ạ? Đến đoạn nào là chúng ta học viết là chúng ta sẽ tự có, đến đoạn nào chúng ta học nói nó tự nó xuất hiện. Được chưa? Nên là gì ạ? Không phải là đúng khóa học đầy đủ hết tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết phát âm hoàn chỉnh. Nhưng từng giai đoạn một sẽ phải focus, ví dụ giai đoạn này focus vào cái gì thì cô dẫn các bạn cứ làm đúng như nguyên như thế là được. Được chưa ạ? Nên giai đoạn một để các bạn trình độ mất gốc hoặc trình độ mà chưa giao tiếp được cơ bản đều bao giờ thế thôi, phải đầy đủ từ vựng, nền tảng, cấu trúc và sau đó gì ạ? Phát âm phải có hết. Nên đấy là lý do vì sao mà gì ạ? Cái lớp phát âm cô luôn tặng thêm. Đó, luôn luôn tặng thêm. Ok. Thế thì hôm nay thì tại vì là mọi người cũng mới vào, chắc là cũng có nhiều việc nên có thể là chưa bật hết camera, cũng chưa nhìn đến hết lớp mình đâu. Mới chỉ nhìn đến được khoảng nửa lớp. Đúng không ạ? Thấy có bạn Phương Chi, bạn để cái nền của cô. Copy được nền của cô à? Đẹp vết nhờ. Nhưng mà dùng điện thoại đúng không? Điện thoại à? Bật mic lên xem nào. Bật mic lên, em bật mic lên. Em đang xem trên điện thoại ạ. À, thì cô nhìn thấy cái background nó nhỏ nhỏ mà. Chắc là chỉ là điện thoại để nhìn nhỏ, còn cô trên máy tính nó sẽ nhìn thấy cả rõ như này. Cái hình ảnh, đúng không? Vâng. Rồi, rất là tuyệt vời, thể hiện đúng tinh thần học tiếng Anh. Cô background cũng đổi liên tục, mà lớp tiếng Anh là đổi tiếng Anh, lớp khác là đổi tiếng khác. Đúng không ạ? Ok. Thế thì bây giờ như này nhá, tại vì một số bạn lại đang ở ngoài đường hay chỗ nào đó, thì bây giờ cố gắng làm cho cô cái bài test đầu vào. Bài test này chỉ trong vòng 10 phút thôi. Các bạn là làm ra giấy, viết tay ấy, cho nó nhanh. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp mà bạn nào mà không có giấy, không viết được ấy, thì gõ máy được, những gõ máy thì nó thông thường bạn sẽ không nhớ mặt chữ đâu. Nên là khuyến khích các bạn là viết giấy, chuẩn bị cho cô một tờ giấy, một cái bút. Và cô sẽ share cái phần bài test này lên đây, làm trong vòng 10 phút thôi. Sau đó thì các bạn nộp lại, gửi lại, chụp lại cái phần màn hình đấy, gửi lên nhóm Zalo cho cô. Được chưa ạ? Và từ trên đấy bắt đầu cô sẽ nhìn là những bạn này vào lớp nào. Bây giờ thực ra để phân lịch cho lớp mình nó hơi khó, nên là cô cũng sẽ phân lịch luôn cho lớp mình. Thì nếu như mà xong cái bài test đấy mà nhiều bạn mà qua cái trình độ mất gốc quá thì cô sẽ phân ra một lớp riêng. Còn nếu mà ít thì cô sẽ chỉ dạy lớp mất gốc và lớp phát âm thôi. Để cả những bạn mà qua cái trình độ mất gốc rồi thì vẫn có thể học lớp phát âm, bởi vì lớp phát âm là cái lớp cực kỳ là đặc biệt. Với cô dạy phát âm khác với những người khác lắm. Các bạn học xong là các bạn tự thực hành được giọng của bạn nói, giọng bản địa. Nó sẽ khác hoàn toàn với những lớp phát âm khác. Các bạn yên tâm là như vậy. Được chưa? Bởi vì phát âm thì cô cũng là cái người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam để sáng tạo cái chương trình là luyện phát âm luyện giọng Anh Vân. Thế các bạn thấy chưa thấy một ai ở Việt Nam để dạy luyện giọng bằng tiếng Anh đâu. Được chưa? Hôm nay cô bị hơi bị bao nhiêu năm rồi, hôm nay tự nhiên lại có hiện tượng đau họng, hơi đau họng một tí, biết là có vấn đề gì không? Lưỡi lại bị nhiệt. Chắc là thấy hơi đau họng một chút, chứ còn bình thường cô nói tiếng Anh á là cái giọng của cô nó rất là trầm ấm sâu lắm. Được chưa? Thì cái voice COVID thế cô ạ. Covid thì không phải. Chắc chắn là không phải. Chắc là do thời tiết là thay đổi. Mấy hôm nay ăn, chắc mấy hôm nay ăn đồ tanh nhiều quá, vì cô vẫn cái xoang của cô nó khoảng 80%, sức đây bị nặng lắm. Thế là chắc nó cũng bị ảnh hưởng cái phần đấy thôi. Dạ, ok. Thế thì lớp mình bây giờ là chuẩn bị xong hết chưa? Giấy xong hết chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ mở cho lớp mình một cái bài test đầu vào. Bài test này đầu vào nó hơi đặc biệt một chút nha. Nó cũng không giống ai đâu. Bài test đầu vào này là bài test chúng ta sẽ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Những câu rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Mà chỉ có một thì thời duy nhất đó là thì tại đơn, không có gì khác. Những câu các bạn dùng để giao tiếp hàng ngày. Nhưng cái trong qua bài test này cô đang muốn kiểm tra xem các bạn đang mắc ở chỗ nào. Từ vựng các bạn có ổn không? Cấu trúc của bạn đang mắc ở chỗ nào? Đúng không ạ? Và trật tự từ trong câu bạn đang mắc ở chỗ nào? Đó, thì cần kiểm tra cái điều đó là cô chỉ cần qua 10 câu là cô biết các bạn đang ở trình độ nào. Nên là bây giờ cô sẽ share cái bài này lên cho lớp mình và lớp chúng ta sẽ cùng nhau làm. Chúng ta không phải chép tiếng Việt đâu mà chúng ta viết luôn tiếng Anh ra nhá.
sẽ có phần là ghi tên này, ghi tên thôi, chỉ cần tên là được thôi, với lại phần dịch bằng tiếng Anh ra đây ạ. Ôi chắc là cô mở nhầm file, đây là file của cuối khóa, tức là hết phần văn gốc thì sẽ có file 20 câu. Chờ cô mở lại cái file khác, file lớp mất gốc là final để entry đây rồi. Đây. Đây ạ, 10 phút. Đây chúng ta sẽ làm những câu này là 10 câu dịch. Các bạn lưu ý nhá, có những bạn mà sẽ chưa thể viết được bởi vì mất gốc hoàn toàn, nhưng nếu như biết từ nào thì bạn viết ra. Đây viết xuống phần dưới này. Ví dụ bạn viết được mẹ bạn thì bạn viết chữ mẹ bạn vào đây. Còn nếu bạn nào viết được cả câu là viết cả câu nhá. Còn bạn nào không biết hết thành lập câu như nào thì bạn tự viết cho cô vị. Có từ nào bạn viết dưới vào đây. Bạn biết từ ăn, bạn biết từ ăn ở đây. Bạn biết từ mỗi ngày, bạn biết từ mỗi ngày vào đây cho cô. Để cô biết là bạn biết từ vựng nhưng chưa biết nắp các câu. Hiểu chưa ạ? Đấy. Còn bạn nào mà làm được cả câu thì viết cả câu. Chúng ta sẽ có 10 phút, bây giờ là 5 giờ 40 phút và 5 giờ 50 phút chúng ta sẽ kết thúc. Được chưa? Chúng ta ghi họ tên trên bài test, sau đó thì ghi tiếng Anh thôi nhé, không cần viết tiếng Việt đâu ạ. Đấy, điền tiếng Anh luôn ở đây, điền tiếng Anh câu 1, tiếng Anh là gì, tiếng 2 tiếng Anh là gì, câu 3 tiếng Anh là gì. Nhớ không tra từ vựng, không làm gì hả? Tự làm. Mà có bằng nào dùng được đấy. Để cô biết trình độ của bạn như thế nào. Thấy bình chọn ở trên kia nhiều bạn thành thạo câu rồi. Em nghe anh ơi.
Ai mà chưa biết chữ nào, nếu mà chưa biết chữ nào thì để trắng cứ lột lên gửi lên chứ. Yeah. Nhưng mà biết từ nào thì cứ viết vào nhá. Yeah. Để cô biết là trường hợp mà không biết chữ nào. Xem có trường hợp không biết chữ nào nó có nhiều không. Cô ơi, cho con, cho em coi câu số 10 với cô. Ok. À, em không biết nhiều quá, em qua nhanh. Đó. À, xong rồi nộp thế nào cô? Có là có nghĩa là mình chụp hình cái tờ mình viết xong rồi lại xong gửi lên nhóm Zalo cho cô. Chụp lên nhóm Zalo ấy. Ok cô. Xong rồi gửi nhóm Zalo ạ. Ok. Đúng rồi, gửi trên nhóm Zalo để cô nhìn vào cái bài đấy cô sẽ biết. Thì em chạy đi lấy máy điện thoại. Thank you.
Chúng tôi còn 2 phút nữa. Quỳnh Lê, cô xem bài của bạn trên này luôn nhé. Những bạn nào xong trước rồi còn thời gian thì cô xem trước cho. Quỳnh Lê thì có từ vựng thôi, còn lại là cấu trúc ngữ pháp vẫn còn mắc nhiều lắm. Tức là nó vẫn đang loạn hết, tu vi và động từ thường nó đang loạn hết cả lên, và trật tự từ đang chưa ổn. Đấy là lý do vì sao mà em chưa thể giao tiếp được theo ý muốn của mình. Tức là với trình độ của em này vẫn nằm ở cái lớp bất gốc thôi, tức là em chỉ có hơn được người khác là có từ vựng. Thế còn lại là cấu trúc thì vẫn đang chưa ổn. Nhiều lắm rồi. Người nhiều quá. Cô xem lại từng bạn một xem nào. Rồi, của bạn gì đây? Phái à? Phát. Phát cũng tương tự như thế. Cấu trúc loạn hết cả lên. Chả đúng được câu nào đâu. Từ vựng có thôi. Mất gốc em ạ. Trang Đặng. Trang Đặng để cấu trúc ổn đây. Nhưng giờ không có phát ly đâu em nhé. Không có từ nào, em tra từ điển thì không có từ nào là phát ly đâu ạ. Fast nó vừa là tính từ vừa là trạng từ. Nhưng bất thi carefully thì lại không ổn rồi. Cấu trúc của em khá là ok. Có Trang Đặng thì khá là ổn. Huyền Như thì có từ vựng cấu trúc thì khá hơn các bạn kia một chút, nhưng mà vẫn bị loạn. Được tầm khoảng 60%. Cũng làm vào cái lớp qua mất gốc một chút là được. Thì cô cày thêm trong một ít phần mất gốc. Nếu mà lớp này đông thì cô sẽ đưa ra phần một cái lớp gọi là sau mất gốc. Thì những cái lớp này thì cô sẽ những cái phần nào cũng mất gốc mà chưa chắc thì cô sẽ bổ sung thêm cho các bạn. Chứ còn những lớp mất gốc là cô sẽ dạy từ đầu. Để xem cái bài của lớp mình xem là cái lượng này nó có nhiều không thì cô mới phân ra. Còn nếu không thì cô chỉ để một lớp. Gửi nhiều lắm. Rồi, chúng ta hết giờ rồi, các bạn sẽ chụp hết lên gửi lên cho cô vậy. Bởi vì nhiều lắm cô không nghĩ ra hết, thì chắc cô dành thời gian cho cô sẽ như này nhá. Cô chốt lại lịch cho lớp mình để cho lớp mình chắc này. Chốt lịch là sáng ngày chủ nhật. Sáng ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ học ở lớp phát âm. Được chưa? Sáng chủ nhật từ 8 giờ 9 giờ cô sẽ dạy phát âm. Nhá. Lớp phát âm này thì dành cho tất cả các trình độ. Cứ phát âm chưa chuẩn, cảm thấy phát âm mình chưa tự tin là nhảy vào học. Được chưa ạ? Nên không phân đổi trình độ của lớp này. Riêng lớp phát âm không phân đổi trình độ. Ok, cả giáo viên tiếng Anh cũng vào học phát âm đấy. Chứ không phải là trình độ cao là người học phát âm đâu. Cứ phát âm chưa ổn thì đều vào học phát âm. Được chưa? Bởi vì lớp này nó ảnh hưởng trực tiếp quá trình nghe nói. Bạn muốn giao tiếp được, bạn muốn nghe nói tốt được thì bạn phải qua cái trình phát âm. Nền của nó vẫn là thế. Bất kể một thứ ngôn ngữ nào bạn học. Được chưa ạ? Bởi vì hết giờ rồi thế nên là cô sẽ tắt phần chia sẻ nhé. Để các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Được chưa ạ? Sáng chủ nhật mấy giờ cô ơi? 8 giờ đến 9 giờ. 8 giờ đến 9 giờ. Ừ. 8 giờ đến 9 giờ. Thì để lớp để cô sắp lịch của lớp khác nữa. Chúng ta học cách ra cho nó đỡ mệt. Sáng một lớp, chiều một lớp. Hay là chúng ta muốn học theo kiểu là sát giờ luôn. 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ, 10 giờ luôn. Hay không thì cô sẽ để vào buổi chiều đúng không? Các bạn thích học buổi sáng hay thích học buổi chiều? Tức là cô sẽ để 2 ca buổi sáng ơi. Chiều luôn. 2 ca đó là cùng một buổi sáng và cùng một buổi chiều luôn. Đỡ phải bị tách. Cho tập trung. Bạn muốn sáng hay buổi chiều? Buổi sáng và chiều đi cô. Chứ học nhiều quá nhiều khi loạn não. 2 tiếng thôi. Bây giờ một buổi là 1 tiếng. Nó phát âm là 1 tiếng và giao tiếp sẽ là 1 tiếng. Thì bởi vì có lúc buổi chiều các bạn muốn làm gì đấy, các bạn dồn thời gian buổi chiều đó, các bạn đi làm, đi đâu đấy cho thoải mái. Thì chỉ buổi sáng thôi thì nó đỡ bị kéo dài ra. Đúng đấy. Đấy. Em nghĩ rằng là vào một buổi thôi các bạn. Ừ, thì để đỡ bị cái thời gian của bạn này lỡ dở, các bạn ấy đi làm việc này việc kia nó sẽ bị ảnh hưởng.
Thế các bạn muốn là sáng hay chiều là cậu cứ chốt cho cái lớp bất gốc đã, bởi lớp bất gốc thì chắc chắn nhiều rồi. Gom lại buổi chiều đi con. Buổi chiều nhá. Chứ buổi chiều đi. Thế thì cô sẽ cho từ 2 giờ đến 4 giờ. Dạ. 2 giờ đến 3 giờ là phát âm. 3 giờ đến 4 giờ là giao tiếp được không? Được. Phải phát âm bao giờ phải đi trước đấy. Dạ. Theo lịch đấy nhá. Cô theo lịch đấy nhá. Sớm. Hả? 2 giờ đến 4 giờ, 4 giờ 5 giờ được không ạ? Tại vì 2 giờ trưa thì sớm quá, nhiều khi nghỉ trưa. Thôi cô từ 2 giờ đến 4 giờ đi cô. Cô theo em, theo em cô tự quyết đi. Từ 2 giờ đến 4 giờ là khung giờ đẹp nhất cô ạ. Ừ đấy, 2 giờ 4 giờ, còn 5 giờ 6 giờ các bạn muốn đi chơi hay là nấu cơm nấu cháo gì gia đình ta thiết các thứ nó thoải mái, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cô cứ chốt giờ thì phải chăm sóc gia đình nhá. Ừ đấy, thì cô căn giờ đấy thôi. Thực ra 2 giờ 4 giờ là giờ lúc kia cô vừa định nó chuyển lên lấy giờ lúc đấy đấy. 4 giờ là giờ đẹp nhất đấy cô ạ. Đúng rồi, giờ đẹp nó vừa lên của lớp đấy. Đúng rồi đấy cô ạ. Thế thì như này nhá. Thế thì cái lớp mất gốc là tiện nhất là 2K sẽ liền nhau. Thế thì không thì cái lớp sau mất gốc cô xếp luôn từ 4 giờ đến 5 giờ đi. Nếu mà lịch được ấy, thì đỡ phải xếp buổi sáng. Nhờ. Tức là sẽ 4 giờ 5 giờ là cô dành cho cái lớp sau mất gốc nếu mà có. Tức là để tí cô xem đã, cái lớp nó đông nữa thì cô mới mở. Còn nếu không đông thì chỉ mở hai lớp vậy thôi. Dạ. Hiểu không ạ? Dạ. Cái lớp sau mất gốc nhá, yên tâm nhá. Tức là thế thì để sát nhau nhỉ, sát nhau để cho lớp kia nó sẽ liền nhau. Thế thì cho cô cho dạy lớp giao tiếp trước K1, sau đó lớp phát âm K2, hiểu không ạ? Thế sau đó thì lớp giao tiếp của cái lớp sau mất gốc là K3. Vâng. Con hiểu không? Thì để cho cái lớp đấy nó liền nhau, hai lớp mình nó đều liền nhau, đỡ phải ra vào, đúng không ạ? Thế phát âm nó sẽ nằm ở giữa, hiểu không? Thế thì mất gốc hoàn toàn nhé các bạn, lưu ý nhá, mất gốc hoàn toàn thì sẽ học là từ 2 giờ đến 3 giờ. 3 giờ đến 4 giờ là phát âm. Phát âm này là dành cho cả hai trình độ giao thoa với nhau. Được chưa? Hai trình độ giao thoa với nhau là phát âm, là cả hai lớp đều chung một cái. Sau đó thì sau khi hết phát âm thì lớp mất gốc là ao ra. Được chưa? Thế còn cái lớp giao tiếp là họ vẫn ngồi lại. Giao tiếp tức là giao tiếp sau mất gốc họ vẫn ngồi lại. Thì đấy thì cô sẽ dành cho cả một buổi chiều chủ nhật cho 3K luôn. Được chưa? Được ạ. 3K liền nhau đỡ phải mất xếp buổi sáng nữa. Buổi sáng thì nó hơi lích kích cho các bạn. Bởi vì chủ nhật thì thông thường là chúng ta đều ở nhà hết. Ít khi là có bạn bận lắm. Còn những bạn nào mà bận trong trường hợp đặc biệt nhá, trường đặc biệt thì nhắn riêng cho cô, thì để cô biết là cô sẽ gửi video. Bởi vì sao ạ? Video thì thông thường cô sẽ vẫn gửi lên cho lớp mình. Tức là học xong cô vẫn gửi lên video, nhưng mà cô sẽ không gửi hết đâu. Bởi vì sao? Tránh cái trường hợp mà ỉ video. Để gì ạ? Cứ chờ video xong rồi gì ạ? Để xem. Nói luôn ấy, video thì nếu các bạn chỉ mất buổi nào các bạn học buổi đấy ấy, thì nó ok. Chứ còn nếu các bạn chỉ học qua video thôi ấy, thì các bạn sẽ không ổn đâu. Bởi vì học qua cái màn hình nó đã giảm chất lượng rất nhiều rồi. Sau đó là gì ạ? Học theo kiểu có video ấy là học nào học cũng học thôi. Không tập trung đâu, không có tương tác đâu. Thế nên là nó sẽ chất lượng nó sẽ giảm rất nhiều. Thế nên là gì ạ? Cô sẽ có gửi lại video, nhưng mà gì ạ? Cô chỉ cắt đi tầm khoảng, trong cái số đấy cô chỉ cắt đi tầm khoảng 1 đến 2 cái video thôi là các bạn đã không học được rồi. Là những bạn chờ video là không học được đâu. Được chưa? Mới lại có những buổi mà chắc chắn là cô sẽ không gửi video được. Bởi vì sao? Có những buổi nó liên quan đến bản quyền. Có những buổi nó liên quan đến bản quyền. Nên cô sẽ không gửi. Cô sẽ không gửi video. Thì trường hợp đấy thì cô sẽ nhắc trước. Nhắc trước để các bạn sẽ cùng để tham gia học đầy đủ. Được chưa? Phát âm cũng vậy. Thông thường cô sẽ gửi video lên, nhưng thi thoảng cô cắt. Bởi vì sao? Để cho các bạn phải học trực tiếp. Cô muốn các bạn học trực tiếp. Chứ còn nếu học theo kiểu rằng video thì đầy thiếu gì. Đúng không ạ? Đầy. Cô có đầy video trên mạng. Kênh YouTube cô đầy. Thế nhưng cái quan trọng nhất các bạn, hầu hết những thằng học video gì ạ? 10 thằng học thì 9 thằng rớt. Nếu chỉ học video không. Nhưng nếu mà gì ạ? Một buổi nào đấy bận thì học video ok. Tức là nó chỉ lỗ chỗ một hai buổi video thôi thì nó ok. Nhưng mà tất cả mà video thì học hết ạ. Thì nó sẽ không ok. Đấy là lý do vì sao mà cô sẽ muốn các bạn sẽ học trực tiếp. Được không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta có muốn đặt câu hỏi gì không trong buổi đầu tiên này? Buổi đầu tiên chưa muốn các bạn học cái gì đâu, chỉ các bạn làm xong bài test là tốt lắm rồi. Gửi hết bài test lên nhá, 100% nhá, gửi bài test lên để cô sắp lớp. Thế còn K2 mà những bạn nào chắc là nếu mà những lớp mà dành cho trình độ xong mất gốc, cô phải đặt riêng một lớp, tức là cô sẽ sau khi sau đấy thì cô sẽ xếp riêng lớp đấy ra một lớp nếu mà đông. Đúng chưa?
Rồi chúng ta có hỏi câu gì không? Tức là cô cần biết, băn khoăn. Cô sẽ hỏi. Xem bài này, sau đó thì cô sẽ xếp lớp cho từng bạn một đúng không ạ? Đúng rồi, thì cô sẽ ví dụ nhá. Quan điểm như này này, chỉ bạn nào lần thuộc trường hợp sau mất gốc thì cô mới nhắc đến tên thôi, cô bảo là kích vào nhóm này để tham gia. Dạ. Thì là ok, còn những bạn nào cô không nhắc gì ấy thì có nghĩa là biết là mình đang ở trình độ nào rồi. Dạ. Được chưa? Cô không nhắc gì có nghĩa là ở trình độ mất gốc này rồi. Thì okay, đương nhiên là cô không nhắc gì thì các bạn biết là lịch học của mình sẽ là 2 giờ đến 3 giờ và 3 giờ đến 4 giờ. Được chưa? Còn những bạn mà cô nhắc gì đến là kích vào nhóm này để tham gia nhóm mới ấy thì có nghĩa rằng là sẽ cần phải tham gia thêm một lớp nữa là từ 4 giờ đến 5 giờ. Được chưa? Vâng. Còn cái 3 giờ đến 4 giờ là chung, là bạn nào cũng tham gia, bởi vì nó là lớp phát âm dành cho tất cả mọi trình độ. Được chưa ạ? Còn gì nữa không ạ? Các bạn có mong muốn, mong mỏi điều gì nữa không? Cần mong muốn gì cần cứ nói ra. Chắc là bạn nào cũng mong là mình sẽ có thể giao tiếp tiếng Anh sau vài buổi. Sau vài buổi thì chưa được đâu. Trong vòng lớp mình thì cô sẽ cho tầm khoảng 2 đến 3 tháng, là cố gắng 2 đến 3 tháng là sẽ hết được cái trình độ mất gốc tiếng Anh. Được chưa? 2 đến 3 tháng là chúng ta, bởi vì học online nó sẽ lâu. Nó sẽ phải hết tầm khoảng thời gian đấy, còn hay offline với 2 ngày được. Được chưa? Bởi vì thời lượng ta học ít mà, là chúng ta học 2 tiếng thôi. Cả phát âm mà, mất gốc là nó sẽ lâu lắm. Con hiểu như này nhá. Hết mất gốc tiếng Anh thì đi rất lâu. Nhưng mà hết mất gốc tiếng Anh rồi ấy thì đi rất nhanh. Các bạn hiểu như này, đang mất gốc ấy, chúng ta đi như kiểu con rùa nó bò ấy. Nó bò rất chậm luôn. Nhưng mà gì ạ, khi mà hết cái giai đoạn bò rồi ấy, bắt đầu nó đi bộ nhanh. Và đi bộ nhanh thì bắt đầu nó mới gì ạ, chạy bộ. Chạy bộ bắt đầu nó mới chạy nhanh được. Hiểu không ạ? Chứ còn nếu như ban đầu mà các bạn học theo kiểu là học vẹt ấy, ban đầu đi rất nhanh. Nhưng sau thì đi chậm cực kỳ luôn. Bởi sao? Những câu học thuộc ban đầu nó rất dễ. Nhưng sau đó những cái câu phức tạp đố bạn học thuộc nổi đấy mà giao tiếp. Hiểu không ạ? Nó rất khó để học thuộc. Được không ạ? Thế nên học thuộc nó chỉ được những câu cơ bản thôi. Còn lại những câu khác bạn không thể học được. Với lại học thuộc các bạn hiểu là gì? Nó sẽ bị mắc phải vấn đề đó là gì? Học thuộc câu này thì bạn chỉ nghe được câu này thôi. Chứ không thể nghe được cái câu người ta nói cách khác. Bởi vì một câu cho tiếng Anh người ta có thể nói rất nhiều cách khác nhau. Thế nhưng khi người giao tiếp với người nước ngoài ấy, thì người ta có thể nói cách này, người ta có thể nói cách này, người ta có thể nói cách này, đều được cùng một ý nghĩa câu. Bạn phải nghe được. Chứ không phải là ôi tôi chỉ học được mỗi câu này, tôi chỉ nghe được mỗi câu này thôi. Hiểu không ạ? Bạn không, người ta không có nghĩa vụ là người ta phải bảo là gì ạ? Ủa nó chỉ nghe được mỗi câu này thôi thì mình phải nói câu này. Hiểu không ạ? Nó nói theo cách của nó chứ nó làm gì có chuyện nó được khe mình có nghe được câu này hay không? Đúng không ạ? Vấn đề thứ hai là gì? Chưa chắc là bạn học thuộc câu đấy bạn đã nghe được nhé. Bởi vì phát âm của bạn không đúng thì đố bạn nghe nổi đấy. Ví dụ cô nói câu bạn học thuộc là gì ạ? How old are you? Bạn học thuộc câu đấy đúng không? Bạn bao tuổi? How old are you? Đúng không? Thế bây giờ cô nói câu này là cô nói đúng giọng quản ngữ thì xem bạn nghe được không? How old are you? Nghe nổi không? Nên đừng có nghĩ rằng em học thuộc câu đấy là em nghe được câu đấy nhá. Không có nghĩa là như thế đâu. Đúng không ạ? Ví dụ như là gì ạ? Câu này. Chắc chắn nếu bạn học thuộc bạn học thuộc nhưng mà đây cô sẽ nói, cô không nói trước câu này tiếng Việt chưa, tôi không nói cái kiểu giọng người Việt trước, các bạn sẽ nghe được ngay, nhưng cô sẽ lướt rất nhanh nè. Is it a friend? Đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ, nếu em học thuộc em sẽ học cái này, is it your pen? Is it your pen? Đúng không? Is it a pen? Thế nghe được ngay, nhưng mà gì ạ, người ta không nói thế, người ta nói là is it a pen? Đúng không ạ? Thế là các bạn khó nghe. Đấy, không có nghĩa là bạn học thuộc là bạn nghe được đâu. Đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Câu này nhá, nói câu nữa này. My father is a farmer. Đúng không ạ? Ông nghe khó không? Biết câu đấy là câu gì không? Em không nghe được luôn. Đấy, nếu Tây nó nói thế đây. Thế nhưng mà gì ạ? Bạn học thuộc, bạn sẽ học thuộc câu đấy như này này. Bạn sẽ học cái kiểu này và đọc kiểu này này. Thế bạn cứ chờ người ta nói như thế, còn lâu bạn nghe được không? Đúng không? Đây, nếu bạn học thuộc bạn nói này. My father is a farmer. Thấy không? Nghe được không? Bạn học thuộc, bạn học kiểu đấy đấy. Đúng không? Nhưng mà nó cũng nói đúng câu đấy cho bạn đấy. Nhưng mà không nghe nổi. Vì sao? Bạn không có chuẩn đâu mà nghe. Đúng không? Rõ ràng nhá. Đây, cô đọc lại này. My father is a farmer. My father is a farmer. Đúng không? Cũng câu đấy còn gì nữa? Nó đúng câu bạn học còn gì? Đúng không ạ? Thế nên đừng có tưởng là bạn học thuộc câu đấy cũng nghĩa bạn nghe được nhé. Còn chưa nói là người ta nói kiểu khác, cái câu đấy theo cách khác mà nó cùng nghĩa,
Đúng chưa ạ? Thế nên là gì ạ? Tiếng Anh mấu chốt của các bạn là gì ạ? Nó nằm phát âm rất nhiều. Nên hầu hết người Việt mình thì cái phát âm nó đang mắc rất nhiều. Mà nghĩ rằng phát âm khó nhưng bạn yên tâm rằng là gì ạ? Một buổi trong vòng tầm khoảng một tiếng thôi, cô dạy các bạn một phát đã được tầm khoảng 6-7 âm rồi. 6-7 âm về phát âm rồi. Được chưa? Cô dạy nhanh lắm, các bạn biết là mỗi một âm cô dạy chỉ có trên 1 phút. Xong còn lại thực hành các bạn làm được luôn, 100% làm được hết. Được chưa? Còn cách gì thì các bạn hôm nào đến tuần sau các bạn học, các bạn trải nghiệm, các bạn sẽ thấy. Còn cách gì, phương pháp gì đấy là việc của cô. Còn cách của bạn là chỉ việc gì ạ? Học mà theo thôi, biến nó thành cái của mình. Thế là được, được chưa? Nên là cách để đi đưa các bạn đi nhanh không thiếu, được chưa? Cách để giúp các bạn làm thế nào khắc phục được tất cả nhược điểm của bạn thì cái đó là gì ạ? Nó nằm trong tay của cô rồi, thì các bạn cứ yên tâm là như thế, được chưa? Không phải lo, không phải suy nghĩ gì cả. Cái quan trọng nhất cô mong muốn là gì ạ? Đừng có lo nghĩ cái gì hết, mà chỉ cần lo là gì ạ? Mình có nghiêm túc để mình học hay không, mình có nghiêm túc để mình đón nhận hay không. Đấy, cái thứ đấy là cái thứ quan trọng, được chưa? Thế còn là tất cả mọi thứ các bạn cứ phó mặc, cô sẽ giúp các bạn, cô dẫn dắt các bạn, tin tưởng 100%. Cô cứ dẫn các bạn đi đâu các bạn đi đấy. Cô bảo các bạn làm gì và làm y nguyên thế, không cần sáng tạo gì hết. Học theo cách của cô không cần sáng tạo gì hết, không phải ôi em lên YouTube học, có phải lên YouTube học không cô, hay là học cái file này được không? Không cần thiết. Làm đúng những gì cô dẫn là được. Cô giao cái gì làm cái đấy. Không cần thiết phải lên mạng. Bao giờ cô bảo lúc nào lên mạng thì cô sẽ bảo đến giai đoạn lên mạng, cô sẽ bảo lên mạng. Cô sẽ gửi cho các bạn những cái link cần thiết để các bạn vào để mạng. Còn giai đoạn 1 không bao giờ có mạng mail gì hết, không cần thiết gì hết, làm tự làm hết. Được chưa? Tự làm được hết ngon lành tất cả mọi thứ, hiểu được hết bản chất vấn đề đi thì lấy thích mạng gì thì mạng, muốn gì thì có đấy. Được chưa? Nên cái quan trọng nhất cái ban đầu của bạn là phải tự lực làm được tất cả những gì. Đây cái câu rất đơn giản đúng không? Đầu vào của bạn đấy. Có 10 câu rất đơn giản mà. Nhưng tại sao nó chập choạng, viết còn chưa viết nổi làm sao nói được không? Viết bằng một thời gian suy nghĩ, ngẫm nghĩ chán chê, đúng không? Đúng chưa? Mà viết còn đang bị sai thì nói nó làm gì có thời gian, nó phật luôn còn gì nữa. Đúng không ạ? Nên là các bạn thấy là gì ạ? Cái quan trọng nhất là chúng ta phải gì ạ? Làm gì làm, học tiếng Anh các bạn thấy không ạ? Việt Nam mình trước đây tập trung ngữ pháp nhiều lắm. Phát âm không tập trung, nghe nói không tập trung. Nhưng sau này bắt đầu phát hiện ra là bảo là gì ạ? Việt Nam mình tại cái tội tập trung ngữ pháp nhiều quá, học ngữ pháp nhiều quá, như tiến sĩ, nhưng cuối cùng là gì ạ? Có thể nói đâu. Thế là bắt đầu là sáng tạo ra, mấy ông sáng tạo ra cái phương pháp là gì ạ? Cái gì nhỉ? Bài trừ ngữ pháp tiếng Anh, chỉ tập trung nghe nói thôi. Thế mới củ chuối chứ. Đố các bạn bài trừ được ngữ pháp tiếng Anh đấy. Các bạn muốn học mà giao tiếp theo ý muốn của mình, đố các bạn bài trừ được ngữ pháp tiếng Anh đấy. Không thể nào mà làm được. Chỉ bằng cách, nếu bạn bài trừ ngữ pháp tiếng Anh, chỉ bằng cách bạn học thuộc. Đúng chưa? Không còn cách nào khác, chỉ bằng cách học thuộc để giao tiếp. Đúng không ạ? Vì vậy không bao giờ bài trừ ngữ pháp tiếng Anh. Mà bài trừ đây có nghĩa là gì ạ? Ngữ pháp nâng cao thì không cần. Nhưng basic, cái phần cơ bản nhất, trật tự từ trong câu và cấu trúc nó nắm kép như thế nào, đặt cái gì vào trong câu là các bạn phải nắm chắc được điều đó. Thì bạn biết rằng là cái thằng này nó phải thả vào chỗ này, nó phải đứng chỗ này, nó phải đứng chỗ này, nó đúng vị trí của nó thì nó mới là cấu trúc câu. Chứ còn nếu như các bạn này thấy câu bạn viết theo ý muốn của mình ấy, thực ra cái là đặt các từ cạnh nhau, thực ra các từ cạnh nhau chứ đâu phải thành câu đâu, nó chẳng có chất kết dính gì cả, nó chẳng phải là câu, đúng không ạ? Thì các từ đứng cạnh nhau thôi, nhưng các từ đứng cạnh nhau đấy nó phải đứng đúng vị trí cấu trúc câu của nó. Đó thì nó mới hiểu được, nó mới diện câu, nó bắt đầu nó kết dính lại với nhau. Nên các bạn bây giờ học một đống từ vựng, học một đống ngữ pháp, nhưng các bạn không đưa được vào câu. Vấn đề các bạn đang mắc phải đó là không đưa được vào câu. Đúng chưa? Một đống nhưng bạn không đưa được vào câu, nên bạn không biết cách nói câu như nào. Mặc dù rất muốn nói câu kiểu này, nhưng vấn đề là gì ạ? Không biết nó nói cái kiểu gì. Hiểu không ạ? Thế nên cái quan trọng ban đầu, các bạn thấy bài test của cô nó đâu có bài tập chia được từ trong ngoặc hay trọng từ, khách phát âm khác từ còn lại đâu, làm gì có. Phát âm sau này cô dạy các bạn là gì ạ? Tự viết phiên âm được luôn, nguồn được chọn, đúng không ạ? Mà học theo cách cô, các bạn viết tốt lắm, khả năng viết cực kỳ tốt luôn. Được chưa? Viết như những bạn bảo ôi em chỉ cần giao tiếp nghe nói thôi, nhưng mà khả năng viết tốt luôn. Được chưa? Và gì ạ? Tất cả các kỹ năng các bạn đều biết. Chẳng qua là cô sẽ sau đi, khi bạn có nền tảng cái cấu trúc cơ bản rồi, những lời cô sẽ tập trung vào quá trình nghe nói nhiều hơn. Được chưa? Phát âm của bạn cũng sẽ chuẩn hết. Nhưng mà biết rằng là bạn nhà cô năm nay mới 7 tuổi, có nghĩa là năm nay mới lên lớp 2 nhé. Tôi không phải khoe gì đâu, nhưng mà từ trước giờ bạn tự học hết. Cô chưa giờ dúng một tí nào cả, chưa giờ dúng tay cả. Bạn phải tự học. Bạn cứ ra bạn hỏi mẹ từ viết là gì, bảo bây giờ thứ nhất hỏi mẹ viết từ gì đi, con phải viết đi đã, không con hỏi mẹ từ này viết đúng hay không. Thế là cứ viết đi, xong đầu hỏi mẹ.
chứ không bao giờ mẹ trả lời. Thế nó không biết chỗ nào thì nó hỏi thôi, chứ còn cô chưa giờ cô dạy. Em bảo mẹ dạy con cũng bao giờ cô dạy. Con cô là giáo viên nước ngoài dạy. Mặc dù phát âm cô kém thì giáo viên nước ngoài đâu. À, cô dạy được nhưng cô không dạy. Vì sao? Con mình thì tức là một chủ nhà không thiên để cho người khác dạy cho thoải mái. Cái thứ hai mình đỡ đưa cảm xúc cá nhân vào. Nhưng cô chẳng, cô tránh những điều đấy. Nhưng mà biết không ạ? Nó học bây giờ, nó ngồi nó học cả cùng với các bạn lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 học hết rồi. Lớp 5 lên 6 các bạn đang học, học hết. Nghe nhanh cả bạn lớp 5, lớp 6. Chẳng qua cái viết câu của nó không được nhiều nên bởi vì cái từ vựng của nó mặt chữ rồi tiếng Việt nó chưa biết hết mà. Đấy. Đây là gì ạ? Cái quan trọng nhất là gì ạ? Kể cả phương pháp cho trẻ con cô biết hết, nhưng chẳng qua cô không dạy đâu, cô không dạy chị ạ. Cô chỉ dạy các bạn lớn từ lớp 6 lên 7 trở lên. Còn những bạn làm nhanh thì là 5 lên 6 cô vẫn nhận, nhưng mà đấy là nhanh. Còn đâu thì chậm chậm thì phải cho vào cái lớp mà học theo kiểu phương pháp trẻ con. Đó. Nên là chúng ta, cái quan trọng nhất của chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta đã lựa chọn cách thứ hai đó là gì ạ? Biết được theo ý muốn của mình thì các bạn cứ theo đúng những gì cô dẫn dắt, theo đúng những gì cô gì ạ hướng dẫn các bạn là cho thành công, được chưa ạ? Ok, thế thì lịch chúng ta nhớ rồi đúng không ạ? Tại vì là hôm nay thì lịch vào không nhiều, tức là chắc có thể là lịch hơi đột xuất, thế là cô cũng muốn rằng thôi đã vào là khởi động ngay hơn, chứ không muốn chờ đợi để tuần sau mình lại chờ mất cả tuần nữa. Thế là các bạn đã đăng ký vào là phải chiến luôn. Có tính cô là gì ạ? Nếu không làm thôi làm là làm đến cùng. Đó. Tiếng Anh cũng vậy, các bạn không theo thôi đã theo đến cùng, làm cho đến nơi đến chốn đi. Đấy, em hết rồi á. Cho cái này ra. Này, là một mẹ cho nó thành công. Chứ đừng có lại lửa lửa vời vời xong rồi em học này em đủ rồi. Hay là gì ạ? Thì chắc chán quá thì lại thôi. Không bao giờ các bạn lên được. Làm cái gì phải làm quyết tâm đến cùng và theo đến cùng các bạn thành công. Cô cũng thế thôi. Cũng chỉ vì cái việc là gì học tiếng Anh ngày xưa cũng là đật lắm đấy chứ. Rồi 2 năm vẫn bao tiền ném vào các trung tâm đấy chứ. Cái trả được cái gì cả là gì ạ? Sau đấy là tự mình tìm ra cái phương pháp đưa dạy các bạn, cái phương pháp tự tìm ra đấy. Tự tìm ra, tự khám phá ra đấy. Và sau đó thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn phương pháp cho các bạn, cách thức phương pháp từng chút một để các bạn hiểu cái cách thức đi như nào. Ăn thêm cơm không? Lấy cơm thêm. Cũng ở đang ổn thêm. Em đi. Bảo ai? Em học Nhật Bản. Hôm nay học loáng choáng lắm. Buổi sau cô làm quy tắc ngay từ đầu. Những bạn nào mà thứ nhất không bật cam một, không cho vào lớp. Thứ hai học tập mà không có mặt trên màn hình cũng không cho vào lớp. Cho out. Cho đâu mất, nó ảnh hưởng người khác. Cái thứ hai là học kiểu đấy là không ra kết quả đâu. Học làm gì, ngồi trong lớp gì, đúng không? Đây các bạn thấy không, trên hôm nay lớp mình có phải đến một nửa không bật màn hình, không bật cam. Đúng thôi, buổi đầu. Buổi đầu thì thôi châm trước, nhưng buổi sau thì đi là 100% bật cam. Còn nếu không bật cam thì thôi miễn vào lớp, học cho nó mất thời gian. Mất thời gian của nhau, còn tự nhiên nó mất hết cảm xúc ấy. Thực ra cô dạy các bạn nhìn không, cô đang nhìn hết tất cả trên màn hình mà. Màn hình các bạn nhìn thấy một mặt mặt cô thôi đúng không? Nhưng mà cô đang để màn hình nhìn thấy tất cả mọi người luôn trên cái màn hình đúng không? Nên tại sao? Bởi vì thực ra là cô là cái người rất là thích quan sát, tay thì không nhớ đâu nhưng mặt cô chỉ cần quét qua vài giây thì cô nhớ ngay. Ra ngoài là cô biết là cái bạn này đã từng học của cô rồi. Được nhờ? Đó. Thế nên là chúng ta lưu ý nhá, buổi sau buổi đi là chúng ta học với tâm thái là nghiêm túc 100% và tin tưởng, nghiêm túc và tin tưởng hai thứ ấy thôi. Được chưa? Cô sẽ dẫn dắt các bạn đi đến thành công. Được chưa? Ok. Đồng ý không? Đồng ý nói yes đi. Yes. 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 Tôi đã treo hôm nào phát âm đấy là cái cho âm y, các bạn cách đọc là giết hôm nào đấy âm đấy cô sẽ dạy các bạn nhá. Buổi sau học phát âm sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Được chưa? Sau các bạn đấy học xong, khi các bạn vượt qua được cái chương trình mất gốc này rồi, các bạn sẽ thấy tiếng Anh cực dễ luôn. Các bạn sẽ cảm thấy rất đam mê và yêu tiếng Anh lắm. Nhưng mà qua cái level mất gốc này đi, các bạn sẽ thấy rằng tiếng Anh cực kỳ là dễ và cực kỳ là thích luôn. Là bởi vì tại sao các bạn thấy tiếng Anh khó là bởi vì sao? Từ xưa các bạn học tiếng Anh ấy là học theo cái kiểu là cái lớp mất gốc các bạn học là hello how you I'm fine thank you and you. Thế nên là nó học rất dễ. Nhưng bắt đầu vào đến cái gì ạ? Lên một chút là bắt đầu cấu trúc câu thì chả hiểu là cái mô tê gì, bắt đầu thấy nó khó dần, nghe nó thấy trợn hết cả mắt lên. Từ vựng là không biết, thế là thấy khó dã man. Nhưng sau thì mất gốc lại học dễ thế. Toàn học mấy cái cấu trúc hello I'm fine thank you and you, đúng không ạ? Nhưng mất gốc của cô học không đơn giản đâu. Các bạn sẽ phải gì ạ? Huy động rất nhiều thứ đấy. Được không? Cũng phải trợn mắt lên một tí đấy. Được chưa? Thì các bạn mới qua được trình độ mất gốc này. Mất gốc cô dạy khó lắm.
chứ không phải dạy như là đơn giản đâu, bởi các bạn hiểu được nền tảng cấu trúc câu mà các bạn làm được theo ý muốn của mình mà. Thế nên nhiều khi các bạn thấy cảm giác nó như kiểu nâng cao ấy, nhưng thực ra nó chỉ là mất gốc thôi. Chủ ngữ trong tiếng Anh cô không dạy các bạn theo kiểu là I, you, we, they, she đâu. Mấy cái thứ đấy là các bạn chỉ dùng có thể được 20-30% được cùng thôi. 20% chủ ngữ dùng những thứ đấy thôi. Còn cái chủ ngữ còn lại thì chẳng thằng nào dạy hết, không giáo viên nào dạy hết. Mà cái thằng chủ ngữ đấy lại dùng đến 80% cơ. Cái chủ ngữ 80% bạn dùng đến mà hay loạn choạng nhất, dùng sai nhiều nhất thì chẳng giáo viên nào dạy hết. Họ chỉ dạy mỗi I, you, we, they, he, she thôi. Thế hôm sau các bạn hãy học vào phần chủ ngữ mà xem. Nên cô dạy vào những cái gì các bạn dùng đến, các bạn gì à, mắc phải, thì cô sẽ tập trung cho các bạn những cái thứ đấy. Đấy mới là học. Chứ không phải học chủ ngữ là gì, em trả lời I, you, we, they, he, she hết. Hiểu không? Mấy cái đấy thì nó lại rất đơn giản. Rồi. Ok. Thế thì buổi hôm sau nhá. Buổi hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Được chưa? Còn buổi ngày hôm nay thì gọi là gặp gỡ nhau cho nó biết mặt thôi. Biết ít nhất là cái mặt cái cô này nó như thế nào. Trông nó cũng dễ nhìn thấy không? Đúng không ạ? Trong cái hình đẹp cái kia, cái gặp mà nó có dễ nhìn thấy không? Nhưng nó xấu quá thì dạy học hơi bất hứng đúng không? Ôi may quá là nó không có xấu quá nhờ? Đúng không ạ? Trông nó cũng giống trong hình đấy. Rồi, cái thứ hai là xem cái cô này có đủ trình độ để dạy mình hay không? Đúng không ạ? Em có nhắn mát có được không? Đúng không ạ? Không nhắn mát thì xin thưa các bạn là hơn ngoài kia rất nhiều. Nên không muốn kể thôi. Để kể ra thì các bạn ấy sợ. Được chưa? Rồi, thế còn người thực việc thực thì xem cô này cô có giúp được mình cái gì hay không? Cái yếu tố thứ ba là người Việt mình là thường thường là phải xem những thứ đấy mà. Đúng không ạ? Nhưng mà cái thứ ba mới là thứ quan tâm đầu tiên. Chứ không phải quan tâm cái thứ nhất, thứ hai đâu. Đẹp xấu thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Mà quan tâm cái thứ ba đầu tiên. Đúng không ạ? Cái cô này là ai? Đúng không ạ? Còn là ai không quan trọng, quan trọng giúp được gì cho mình, có đi vào đúng cái chỗ mình đang cần hay không thôi, đúng không ạ? Đấy, cái thứ ba là cái thứ quan tâm. Vậy thì cái thứ ba này các bạn quan tâm thì các bạn cứ yên tâm rằng là cứ theo những gì cô dẫn, dẫn đi đâu là theo đấy, được chưa? Yên tâm là cô không dẫn đi, cô không dẫn đi tia cho bất cứ đâu mà lo. Ôi giáo ơi, em bây giờ hiện tại là đang rất là rất tự tin và tin tưởng cô giáo và rồi, mong okay. Đỡ cho em cũng như tất cả các anh chị ở trong lớp này có được cái thành quả tuyệt vời. Rồi, ok. Cô thì luôn sẵn sàng rồi. Bởi vì là các bạn biết rằng là nếu không yêu nghề, không phải là đam mê, không phải sứ mệnh của mình ấy, không bao giờ làm được 11 năm nghề đâu. 11 năm một nghề. Chứ không phải 11 năm vài nghề đâu nhá. 11 năm 11 nghề. Duy nhất chỉ có một nghề duy nhất. Trước khi cô vào dạy thì cô đã làm 3 năm là trợ lý cho giám đốc của công ty nước ngoài rồi. Nhưng sau đó cô quay về người dạy là đúng từ đấy đến nay đúng 11 năm. Chỉ một nghề duy nhất đó là tiếng Anh. Mà cô thì không phải là một giáo viên thông thường như kiểu truyền thống đâu, cô phá cách lắm. Cô dạy những lớp offline các bạn biết rằng là nó đủ các thể loại, đủ các thứ. Và tóm lại là học sinh từ những học sinh gọi là khó tính nhất, dễ tính hay là ngủ ngáo nhất cô đã trải qua hết rồi. Những trường hợp học sinh cấp 2, cấp 3 nó chơi game, nó nghịch, nó đủ các thể loại cô xử lý hết rồi. Còn có những trường hợp mà nó không nghe lời nữa, nó còn lấy tay, nó lấy dao tem, nó rạch tay, cũng đã xử lý hết rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm rằng là về kinh nghiệm, về mọi thứ trong cuộc sống. Nên cô không phải một giáo viên bình thường, là theo kiểu dạng truyền thống. Mà cô dạy rất là khá là phá cách, kiểu gì cô cũng dạy được. Nên các bạn cứ yên tâm là như thế, nên không phải lo rằng là cô này cô có dạy được mình không. Mà bây giờ chỉ lo cho chính bản thân mình đã, là lo là mình có đủ kiên trì để theo không. Thế thôi, được chưa? Có lo đủ kiên trì để đeo không? Thế thôi. Và đã đủ kiên trì theo là thành công. Cứ tin chắc một điều là như thế. Kể cả những bạn chậm lẫn bạn nhanh, bạn yên tâm như những bạn mà không biết chữ gì chậm vẫn có thể theo được bình thường. Bởi vì cô phương pháp của cô dạy nó đi từng bước một, rất từng bước một, như kiểu toán học ấy, đi từng bước một, bước hai, bước ba, bước bốn, bước năm ấy. Đấy, nó đi như thế cơ. Thế các bạn có thấy rằng là gì ạ? Kể cả những bạn học nhanh nhưng bạn học chậm đều có thể theo được hết. Chỉ cần các bạn gì ạ? Kiên trì thôi. Mấy hai nữa, bạn nào mà chậm quá thì sau đấy thì nhắn tin riêng cho cô. Những buổi nào cô không gửi video lên thì nhắn tin riêng cho cô nhé. Cô sẽ cho riêng video. Đấy là các bạn chậm đấy. Nhưng mà cô phải xem rằng là những bạn đấy phải thực sự là phải là quyết tâm. Chứ không phải là cứ nghỉ thoải mái ra xong nhắn tin riêng cô em xin video. Không có đâu. Được chưa? Nên là cô vẫn thỉnh thoảng cô vẫn gửi video cho lớp, nhưng thỉnh thoảng cô cắt một hai cái video. Mục tiêu là để như thế, để cho các bạn học trực tiếp. Và khi các bạn học trực tiếp thì cảm xúc bạn lên đẩy đến cực kỳ mạnh. Và cái năng lượng của bạn nó sẽ đẩy đến cực kỳ mạnh. Và năng lượng của giáo viên cũng sẽ được lên rất nhiều. Bởi vì sao? Thấy lớp học nó đông, nó vui. Đúng không ạ? Thấy nhìn thấy gương mặt của các bạn gì ạ?
học nó hiểu bài, nó gật gật phù phù, giáo viên nó gì ạ, cảm xúc còn rất nhiều, bạn hiểu không ạ? Nên là gì ạ, nên là cô mới nói rồi, lớp này có thành công không là do chúng ta, được chưa ạ? Và cô làm tất cả những điều đấy là vì chúng ta, chứ không phải vì bảo ô gây khó dễ gì đâu. Bởi vì sao ạ? Chúng ta có thành, chúng ta có nghiêm túc chúng mới thành công được, còn không nghiêm túc trên cái cuộc đời này, không có nghiêm túc không bao giờ thành công được cái gì hết. Các bạn thấy rằng là có thấy cái việc gì các bạn không nghiêm túc mà thành công không? Hiếm cực kỳ luôn, cái tỷ lệ may mắn nó chỉ là 1%, đúng chưa ạ? Nên là tất cả những điều đấy các bạn phải, tất cả mọi thứ, mà tiếng Anh nó là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ nó phải có cái sự quyết tâm và phải đi bền bỉ kiên trì, chứ không phải nó môn toán môn văn đâu mà học bùng phát là được đâu, không có. Bạn biết một đứa trẻ con nó học nó gì ạ? Con cô năm nay nó 7 tuổi rồi mà bây giờ nó chỉ gọi là giao tiếp được con, chứ chưa phải là còn phải học nhiều thứ nữa, nhiều, đúng không ạ? Nên như chúng ta học thì nó sẽ nhanh hơn, bởi vì chúng ta sẽ nhớ nhanh hơn trẻ con. Trẻ con nó phải repeat đi, repeat lại, repeat đi, repeat lại. Đó. Nên nó, chúng ta sẽ học nhanh hơn các bạn đấy. Nhưng mà không phải là, nghĩa là gì ạ? Vài ba tháng là các bạn nhanh được đâu. Kiểu gì nó sẽ phải mất gì ạ? Ít nhất là để mất trình độ các bạn, chúng ta sẽ mất tầm khoảng 2-3 tháng là xong hết cái trình độ gốc này. Đó. Thế sau đó chúng ta sẽ đi tiếp, bởi vì một tuần chúng ta có một buổi giao tiếp mà. Thế còn một buổi dành cho phát âm rồi. Đúng chưa? Một buổi dành cho phát âm rồi. Mà cái bất gốc này chúng ta phải đi kèm cả cái gì à, bất gốc của cả các phát âm đấy, và đi cả hai level cùng một lúc song song với nhau, nó đi ra khoảng ít thôi, các lớp nó rơi vào tổng khoảng 3 tháng đấy, 3 tháng với nhau, cứ đi từ thôi, không cần phải căng thẳng đâu. Chúng ta học tiếng Anh này chúng ta gọi là một cái phần thêm cho mình, vẫn làm việc bình thường, không phải tập trung hoàn toàn tuyệt đối đâu. Bạn nào cần nhanh cần gấp thì mình cần tập trung hoàn toàn tuyệt đối, còn đâu thì cũng chỉ cần là cứ hàng ngày bỏ ra danh ôn tí thôi, không cần thiết phải học nhiều lắm mà căng làm cái gì vậy. Thế nhưng 2 tiếng dành cho lớp là dành 100% tuyệt đối. Thế còn về nhà mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian giao cô làm bài tập, giao bài tập các bạn chỉ mất tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng cả tuần. Chỉ cần mất thời gian thế rồi làm thôi, là các bạn vẫn theo được lớp bình thường. Bạn chỉ cần bỏ ra 30 phút đến 1 tiếng trong một tuần đấy là tự học. Bạn vẫn theo lớp bình thường, theo tốt luôn ấy. Lớp miễn phí cô chỉ cần thế thôi. Còn lớp có phí thì cô dạy theo kiểu có phí nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Là lúc đấy nó sẽ phải có áp lực hơn một tí nữa. Hàng ngày mỗi ngày 30 phút cái lớp có phí nó là thế. Thì nó lên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà thôi lớp này thế thôi, chứ cũng đưa ép quá là mai kia nghỉ hết. Căng quá nghỉ. Từ từ vào khuôn dần, vào khuôn đúc dần. Được không ạ? Ok, tạm thời thế nhá. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, mọi người gặp nhau cho nó vui vẻ tí thôi. Được không ạ? Tuần sau chúng ta bắt đầu 2 giờ chiều tuần sau. Được chưa ạ? Gặp nhau. Ok. Rồi. Xin chào cả lớp. Rồi, với tay nào chào nhau. Các cô giáo nghe cả lớp nha. Yes. Các cô giáo. Okay. Bye, teacher.